Là những bộ dây AV850 là có hàng cho các bác nha. Đây, Monster. M850SW nha các bác, M850SW. Dây dài 1m nha. Dòng dây Monster thì đều có 3 dải và cho tiếng bass đậm đà, tiếng chắc khỏe. Các bác chơi loa cổ, loa JB, loa Mỹ, loa đời mới đều tốt nha. Sử dụng rack VKBT0150 Phú Đức. 1m là giá 1 triệu nha các bác, 1 triệu một bộ bao gồm phí ship nha. AV Monster M850SW giá 1 triệu một bộ, về được 10 bộ. Và 3 bộ dây ba lăng Banking 7. Dòng Banking thì dây rất là lớn nha các bác. Dây dài 1m nha, giá 3 triệu một bộ nha các bác, Banking. Về được 3 bộ dây bãi Banking. Dây này thì năm trước em cũng có phân phối cho các bác rồi, nay về được 3 bộ nha. Em này sử dụng công nghệ chống nhiễu theo đường cuộn nha các bác, và sử dụng chất liệu là đồng nguyên chất Oxycode nha. Phù hợp với các bác chơi loa Mỹ và những dòng loa Nhật, loa cây. Còn nếu các bác chơi loa Anh Quốc, loa tăng noi đồ, loa có đồ toàn giải rồi thì các bác lựa chọn những dòng mà audio shock bạc tinh khiết thì nó sẽ bay nhảy hơn, tiếng nó bay hơn. Còn đây là sử dụng cho tiếng mạnh mỹ, uy lực về tiếng bass và giải tầng rộng mạnh mỹ. Tại nguyên chất đồng Oxycode thì nó tiếng bass là nó mạnh rồi và lực tiếng rất là tốt. Bộ này giá 3 triệu nha các bác, dài 1m nha, ba lăng Banking cho bài. Rồi đi đến dòng Monster M2 series 2,5m một vế nha. Dây loa thì 2,5m một vế và nó có bảng mỏ chim này. Mỏ chim thì sử dụng được cho hầu hết các dòng loa và ampli trên thị trường bây giờ. Còn nếu các bác nào mình đang sử dụng mà sử dụng có nhiều cổng bắp chuối thì mình lấy nó có mỏ chim bắp chuối này và bắp chuối cũng đều có nha các bác. Cũng đều đồng giá là 1,25 triệu nha. 1,25 triệu đã bao gồm phí ship nha. Có mỏ chim và mỏ chim bắp chuối nha. Và em về được 5 bộ dòng cũng là M2 series nhưng mà hai đầu nó sẽ có được hai cục lọc chống nhiễu nha. Đấy, hai cục lọc chống nhiễu cao cấp hơn. Rack. Hay là bộ mỏ chim. Dòng này dòng lớn hơn một tí. Giá bộ này là 1,7 triệu nha các bác. 1,7 triệu. Hay là bộ mỏ chim nha. Đây là cục lọc khử nhiễu. Đây là mỏ chim. Có thấy đầu mỏ chim không? Thật là to. Dày rất là đỉnh nha. Bộ này 1,7 triệu nha các bác. Dòng này là 1,7 triệu nha. Mỏ chim về được 2 bộ này các bác. Và mỏ chim bắp chuối được 1 bộ thôi. Mỏ chim bắp chuối được 1 bộ này. Đây là bắp chuối này. Mỗi chim bắp chuối được một bộ và hai bộ bắp chuối nha. Về hai bộ bắp chuối nha. 1,7 triệu bộ này, 1,7 triệu nha các bác. Bộ này là 1,25 triệu. Đấy. Bác nào mình lấy bộ nào thì alo cho em ship cho các bác nha. Bên em chuyên phân phối những sản phẩm hàng bãi chất lượng để phục vụ tất cả các bác qua hai số điện thoại trên. Các bác có thể liên hệ cho em chính qua hai số này và cho em tên và địa chỉ hoặc là nhắn tin cũng được, hoặc là đọc cho em ghi cũng được, em gửi cho các bác nha. Hoặc là các bác đang sử dụng những công năng tiếng mà sử dụng xuống âm ly hay là vang xuống âm ly thì liên hệ cho em. Đây là bộ lăng cái để ra AV. Đấy, rack xin sò luôn nha. Dòng can rack giá là 300.000 bộ nha. Và ba lăng là sử dụng rack Nutric nha. Ba lăng ra 6 ly để các bác kém vào những con yêu quai là những con đẩy nha. Ba lăng cái xuống 6 ly, vang xuống đẩy đấy các bác. Cũng giá 300, cái này có ba lăng cái đực cũng là 300. Dòng Canres là giá 300.000 bao gồm phí ship nha. Rồi đi đến những dòng VKBT của Đức thì dòng VKBT thì em mới về được những dòng 38 này các bác. 38 VKBT audio 38 dây bãi nha các bác. Dây bãi sử dụng rất Nutric nha. Đây, Nutric của Mỹ. Xin so. Giá bộ này là 650.000 nha. 650.000.
em về được vài bộ nha các bác. Dòng này nghe nhạc và chơi karaoke với những bộ âm thanh chất lượng. Tôi kết BT băng 8 giá 6,5 và em có duy nhất một con băng 9 sử dụng đầu rack carbon full tech. Bộ này 1 triệu nha các bác, một bộ duy nhất nha. Về bãi nha các bác. Bộ duy nhất băng 9 nha. Đây là mã 309 nha, đời cao hơn 308, giá là 1 triệu nha các bác. 1 triệu có một bộ duy nhất, dây dài 1 mét nha. Còn 308 thì rất là bình dân, ngon. Giá 6,5. Và đi đến dòng cạc đác của Mỹ. Cạc đác ba lăng cái đực nha các bác. Bộ này giá 900 nha. Cạc đác giá 900. Đây là dòng cao, dòng hi-fi của dòng Sliver kỷ niệm 40 năm. Dòng dây này là đồng mạ bạc tinh khiết nha các bác, mạ bạc tinh khiết. Dòng này dòng nghi nhạc cao cấp nha. Cũng sử dụng rack Nutrix dây dài 1 mét, giá là 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6. Đặc trưng của dòng Sliver này thì mạ bạc tinh khiết nên là các bác thích tiếng mềm mại và dải cao nó cực kỳ tơi mịn màng thì lựa chọn dòng dây này. Nghe nhạc vui chơi với dòng loa châu Âu, loa tăng noi với đề giá cao nó mịn màng hơn, bác lựa chọn Sliver kỷ niệm 40 năm. Em về được vài bộ giá 1 triệu 6 nha. Dòng rack Nutrix của Mỹ nha các bác. Thì về được một số ba lăng để các bác phục vụ các bác và giới thiệu trên video này. Bác nào cần sản phẩm nào thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên, hoặc là nhắn tin tên và địa chỉ thì em sẽ gửi hàng đến tận nơi cho tất cả các bác. Tại vì giá thành nó không cao, em có thể ship code cho các bác nha. Những dòng can red thì ba lăng ra AV, ba lăng ra 6 ly, ba lăng là 300. Còn VKBT băng 8 là 6,5. Còn băng 9 đã có một dây duy nhất giá 1 triệu. Và cạc đác là giá 900. Sliver 40 năm mà bạc tinh khiết giá 1 triệu 6.